Chào mừng mọi người đến với Gia Trai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 6. Gia Trai Miền Tây giao lưu một số mã đồ xưa nha mọi người. Đầu tiên là mã số 1 là một cái bình. Bình trà này có 4-5 lít gì đây? 5 lít phú quý bạc đầu nha. Con chim phú quý bạc đầu. Cao là 20.5 cm. Tình trạng là cái vành nó có bị mẻ như này nè nha mọi người. Đó. Đây, sao mình dằn đây. Nam Thành xuất phẩm nha. Mấy cái này là mấy lỗi men của nó nè. Ngoài ra thì ok hết. Chôn đây. Chỉ có bị mẻ miệng là cái này thôi. Cái bình này không nắp nha mọi người. Mình bán 700 ngàn nha. 700 ngàn cho cái bình trà Phú Quý Bạc Đầu 700. Tương đối đẹp nha. 700 mã số 1. Mã số 2 là một cái bình, một cái ốc đũa con bướm siêu đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đẹp rất là đẹp, lành rất là ít gặp nha. Đẹp gì lành ít khi nào gặp lắm. Cái ông đũa mã số 2 này mà sư giao lưu với giá là 1.7.000. 1.7.000 cho cái mã số 2. Cái mã số 3 là một cái bình trà chữ Thọ. Mắt nắp nha. Có chiều cao là 13.5 cm. Cái dầu này nào này mọi người. Cái dầu chỗ này nè. Nó gãy người ta dán lại nha. Lò thành An Tác. Đây rất là đẹp. Không nắp. Bình này mình sẽ giao lưu với giá là 200.000 nha. 200.000 cho mã số 3. Mã số 4 là một cái dĩ hồng điệp nha. Hồng điệp đường kính nó là 15.4 cm. Hồng điệp 15.4 cm. Tình trạng này có một đường tóc từ đây nè. Từ đây sang đây nghe mọi người. Đó. 400.000 cho cái mã số 4 này nha. 400. Mã số 5 là một cái dĩa gì tàu thôi mà không biết dĩa gì nữa. Dĩa này có đường kính 17 cm. Nó có mẻ chỗ này nè mọi người. Mẻ chỗ này. Như vậy phía bên đây cái nữa. Cái dĩa mã số 5 này mình xin giao lưu với giá là 400 ngàn thôi. 400 ngàn cho cái mã số 5. Là hàng tàu nha. 400 mã số 5. Mã số 6 là một cái... Ủa? Lộn rồi. Bên đây nè. Mã số 6 đâu? Là một cái dĩa chim qua. Cái này hơi méo một chút nè. Nhưng mà được cái là nó lành. Không phải lành đâu. À đây nó có 27 phía dưới. Mép. Một mép chỗ này và một mép chỗ này. Nha. Cái dĩa này nó có đường kính là 15.5, mình xin giao lưu với giá là 400.000 nha. 400.000 cho cái dĩa chim qua. Mã số 6. Mã số 7 là ba cái chén phụng nha. Đồ chén này đẹp, rất là đẹp nè. Chén này có đường kính là 11 cm. Chén phụng thứ hai đây. Đó, chén này có đường kính là 12.5. Một cái chén phụng siêu đẹp này luôn, nó bị mẻ chút xíu chỗ này nè. Đường kính có 10 cm thôi. Ba cái chén phụng này mình xin giao lưu với giá là 400.000 nha. Ba chén phụng tàu 400.000 cho cái mã số 7. Mã số 8 là một cái dĩa cổ đồ hay gì nè. Bát bổ. Đường kính là 16.2. Này. Tình trạng thì nó gờ có rác tay cái bình miệng nha. Dĩa tàu. Dĩa mã số 8 này mình xin giao lưu với giá là 500.000. 500.000 cho cái mã số 8. Mã số 9 là một cái dĩa lân. Dĩa lân tàu này tàu minh quá. Đường kính là 18 cm. Dĩa lân này mình xin giao lưu với giá là 600.000 nha. 600.000 cho cái mã số 9. 600. Cái mã số 10 là một cái con phụng này. Hí nghị phụng này với cái bông này mọi người. Phụng đây. Cái bông này rất là đẹp nha. Đường kính của nó là 12 cm, bị vàng nó bị vẫy hai chỗ nhỏ nè. Cái mã số 10 này mình xin giao lưu với giá là 200.000 nha. Cái chén này 200.000. Mã số 10. Tiếp theo là mình thanh lý 5 cái dĩa Phật thủ. Mã số 11, đường kính là 15 cm. Cái đầu tiên là vẫy chút chỗ này nè nha. Đây. Cái thứ hai thì chân chim chỗ này. Đó, phía ngoài đây có chút xíu thôi. Cái thứ ba nó vẫy chỗ này nè. Rồi, đây. Cái thứ tư vẫy chỗ này chút xíu thôi. Còn cái thứ năm là cái này. Nó vẫy chỗ này. Năm cái này đều có vẫy nhẹ nhẹ hết trơn mọi người. Năm cái mã số 11 mình xin giao lưu với giá là 350.000 thôi. Năm cái dĩa Phật thủ 350.000. Mã số 11. Mã số 12
Mã số 12 là 6 cái chung. 6 chung này chung lớn nha, chung này chung lớn, chung trà Phúc Lộc Thọ. Ba chữ Phúc Lộc Thọ rất là đẹp nè. Mèo màu xanh của banh. 6 cái này đều lành nha. 6 cái này đều lành. Đúng rồi, 6 cái lành. 6 cái này bán 400.000 nha, 400.000 6 cái chung xanh của banh, mã số 12. Mã số 13 là 32 cái tô. Quá trời đẹp luôn. Hai tô màu đường kính là 15.5. Cái đầu tiên đây. Đây. Rất là đẹp, tô này rất là đẹp. Cái thứ hai cũng tuyệt đẹp luôn nè mọi người. Mình thấy không ạ? Đây nó chỉ bị rắc men hai chỗ này thôi. Tô này quá đẹp. Hai cái tô mã số 13 này mình xin giao lưu với giá là 300.000 nha. 300.000 hai tô mã số 13. Mã số 14. 14 là một cái ống đũa siêu độc luôn mọi người, siêu độc. Mình bán 7-8 năm thì mình chỉ bán cái này cái thứ hai nha. Siêu hiếm luôn. Thấy không ạ? Cổ đồ nhưng mà cổ đồ rẻ rất là hiếm nha. Tình trạng của nó là nó chỉ có một cái đường tóc gió nhỏ xíu thôi. Chỗ này nè. Từ đây này nhỏ xíu chỗ này nè. Màu đỏ còn sáng rực rỡ luôn. Đây, mấy cái này là ố men nhẹ nhẹ không đáng kể nha. Đó. Chỉ có bị một cái lỗi nhỏ xíu cho đó. Ống đũa này mình sẽ giao đô với giá là 2.2 nha. 2.2 cho ống đũa cổ đồ siêu đẹp này. Mã số 14. Mã số 15 là hai cái tô lông vắt. Cũng này gốc đất đây đường kính là 15.5 là cái này nè. Lông vắt. Nó bị vẫy một chỗ này nè mọi người, chút xíu hai chỗ này nha. Chỗ này và một chỗ này dưới đây chút xíu thôi. Còn cái thứ hai thì to hơn, cái thứ hai đường kính 17 cm. Lành nha. Hai cái bát mã số 15 này mình xin giao lưu với giá là 350.000 cho mã số 15, 350.000. Cái mã số 16 là một cái dĩa tam hộ. Đường kính là 15.7 nha, 15.7 cm. Chữ dưới đất nè. Cái này nó có một cái lỗi là nó có một cái lỗi nhỏ xíu thôi là nó gờ chỗ này nó bị gác tay nè. Rồi chỗ này nó bị gác tay chỗ này. Rồi còn ngoài ra ok nha. Cái dĩa này mình sẽ giao lưu với giá là 400 nha. 16, mã 16 với giá là 400.000. Mã 17 là một cái dĩa, cái bình. Cái bình Phúc Lộc Thọ nhưng mà nó hiếm. Thôi gọi là hiếm đó mọi người. Đó, ở phía sau là con dơi nè. In hình con dơi nè. Đây. Chiều cao là 22 cm, tình trạng của nó là nó có âm gió một cái đường rất là nhỏ đây. Chỗ này nè. Đó. Thấy không? Rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cái bình Phúc Lộc Thọ mã số 17 này mình xin giao lưu với giá là 600.000 nha. 600.000 cho cái mã số 17. Mã số 18 là mình xin giao lưu 5 cái dĩa. Không có gì thủy tinh, năm thủy tinh xưa. Dĩa này là bao đẹp nha mọi người, bao đẹp, màu đẹp lạ lắm. Này cái thứ hai này. Cái thứ ba là rất là đẹp nha. Thường là chủ yếu là màu trắng. Một là màu xanh da chai, cái này màu này màu xanh coban này rất là đẹp. Còn một cái gọi là siêu đẹp luôn. Này, rất là đẹp. Thấy không? Tổng cộng là 5 cái dĩa này. 5 cái dĩa mã số 18. 5 dĩa mã số 18. Mình xin giao lưu với giá là 400.000 cho 5 cái dĩa siêu đẹp mã số 18. Mã số 19, đây là ba mình bán một bộ ba cái thủy trì, ba cái chu đậu, ba cái hộp phấn chu đậu nha. Tích sơn thủy. Cái đầu tiên lành. Cái thứ hai sơn thủy đây. Cái thứ hai thì nó nhâm nhâm ở miệng nè. Và cái thứ ba là lành nha. Cái thứ ba là lành. Ba cái hộp phấn chu đậu tích sơn thủy mình xin giao lưu với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 cho ba cái hộp phấn chu đậu sơn thủy mã số 19. Theo là mã số 20 là một cái khai trà bông đào. Bông đào này có đường kính là 22.5. Đây. Cái nắp rất là đẹp. Còn cái thân đây. Đó. Mình giao luôn cái khai trà bông đào này 1.600.000 nha.
rất là đẹp, 1,6 triệu hai chà bông đào xưa, 1,6 triệu cho cái mã số 20. Mã số 21 là một cái bình bông Phúc Lộc Thọ ba ông, Phúc Lộc Thọ hình ba ông, đây gọi là ba chữ Phúc Lộc Thọ luôn đó, bình lục giác đẹp nha. Bình này nó cao 30 cm thôi, tình trạng lành. Bình này mình xin giao lưu với giá là Phúc Lộc Thọ 550.000 cho bình bông ba ông Phúc Lộc Thọ này, 550.000, cao 30 cm. Cái mã số 22 là một cái tô chu đậu, đây còn một cái tô chu đậu, còn tem đây bảo tàng, tình trạng là lành nha, lành cho cái tô chu đậu này. Cái tô này mình xin giao lưu với giá là 500.000 nha, mã số 22 với giá là 500. Cái mã số 23 là một cái thố số con gà, đường kính là 19.5 cm này, thân thì hơi thâm do người ta sử dụng nhưng mà nhìn tổng thể rất là ok, nắp lành đẹp, nắp đây con gà đây, thân ở trong có dạng nhuyễn hết trơn rồi mọi người, thân này cũng lành luôn, khỏi phải chê vào đâu được nha, khỏi phải chê. Cái mã số 23 này mình xin vô luôn với giá là 600.000 nha, 650.000 chứ, 650.000 cho cái thốt con gà siêu đẹp lành luôn, 650.000. Còn mã số 24 là một cái tô, cái tô này là cái tô nó giá đủ thứ hết trơn mà sao nó có minh văn rồi mọi người, rất là đẹp nha. Tô này nó chỉ có bị chút xíu chỗ này thôi, cái này là gồm có đá, có bông, rồi có cây tùng nữa mọi người, rất là đẹp. Tô này có đường kính là 15.3, mình xin giao lưu với giá là 300.000 cho cái tô này nha, 300.000 cho cái tô mã số 24. Mã số 25 là ba cái chén vẽ phong cảnh rất là đẹp, đường kính của nó là 11.5. cái đầu tiên đây phong cảnh, cái này lành nha, cái này lành, cái thứ hai này nó cũng lành luôn, cái thứ hai này đẹp tuyệt vời nè, cái thứ ba này nó nhỏ hơn chút xíu là đường kính là 11.2, có một đường cấp chỗ này nè. Ba cái này mã số 25 mình xin vô luôn với giá là 500.000, 500.000 cho mã số 25. Mã số 26 là hai cái tô cô tô thành, đường kính là 16.5, hai cái tô, hai cái luôn. Đây chồn đây, cái này thì nó có bị tóc chỗ này nè nghe mọi người, từ đây qua đây ha, 16.5. cái thứ hai nó có bảy, miệng một hai chỗ nhỏ đây ha. Cái mã số 26 này mình xin giao lưu với giá hai cô tô thành với giá là 600.000 cho hai cô thành nha mọi người. Cái mã số 27 là một cái tô dạng ninh mà xen dịch trắng xanh nha, đường kính là 16.2. đây cái tô mã số 27 này mình xin giao lưu với giá là 500.000 nha, tô xen dịch này với giá là 500.000, mã số 27. Mã số 28 là một cái thố con gà nhưng mà hơi bị lai nắp chút xíu nha. Đó. Cái nắp này, nắp phía trên này có bảy chút nè. Thố này nó có đường kính là 11 cm, cái thân thố đây. Con gà rất là oai nè. Một đường tóc chỗ này đây. Giờ lát chỗ này nữa. Cái thố con gà này mình xin vô lưu với giá đâu rồi, 250.000 thôi. 250.000 cho cái thố con gà, mã số 28, 250.000. Mã số 29 là ba cái chung trà có quay bông, cái quay này đều ba cái chung này đều có quay, có bị sửa nha mọi người. Đó, một cái thứ hai đây, hai cái quay cũng bị sửa luôn, cuối cùng là cái thứ ba quay sửa. Ba cái chung trà có quay mã số 29 đều sửa quay, mình sẽ giao lưu với giá là 500.000 nha,
500 ngàn cho ba cái chung cả có quay bị sửa này. Cuối cùng là mã số 30. 30 là thanh lý 6 cái dĩa cúc. Đường kính là 13.5 cm, 8.3 đi. 13.3 cm đây. Cái đầu tiên này nó lành. Cái thứ hai đây. Cái thứ hai này cũng lành luôn. Cái thứ ba. Thứ ba này lành. Cái thứ tư lành luôn. Cái thứ năm. Cái thứ năm này lành mà. Ủa sao lành, lành không cho ta? Cái thứ sáu đây. 6 cái lành. Như 6 cái chưa lành với mọi người. 6 cái lành đây, mình bán 450.000 nha. 450.000 cho 6 cái dĩa tàu cúc lành. 450.000. 450.000 cho 6 cái dĩa tàu cúc lành nha. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374461938. Cả hai số trên đều có Zalo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào lần sau. Xin chào.